Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 14 rồi nhỉ các bạn nhỉ? 14 tháng 4 năm 2019. Đó. Hôm qua thì em còn quên cả ngày cơ. Hôm qua là ngày 13 nhưng mà em đã nói sang ngày 12 cơ. Đấy, hôm nay cứ bận rộn suốt nên là quên hết cả ngày tháng các bạn ạ. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2019. Đó. Thì cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật về một số loại lan rừng đẹp để chia sẻ cho mọi người. Là sáng nay em cũng mới dỡ hàng ra, chủ yếu là lan đai châu, lan trồn hoa đột biến là màu trắng và lan dáng hương tam bảo sắc nữa, là cũng hoa đột biến màu trắng ngà nhé các bạn nhé. Đó. Còn lan đai châu là đai châu Thái. Và cái đuôi chồn cũng là đuôi chồn của Thái nhé, họ trồng cấy. Nói chung là dòng cấy mô họ trồng cấy trong vườn. Bây giờ cây đã lớn và chuẩn bị đã cho mùa hoa được rồi nha các bạn nhé. Và hôm nay cũng có làm một combo là gồm có 11 loại lan đó. Và còn rất nhiều loại lan hàng kg. Về hàng kg thì cũng còn rất rất là nhiều loại luôn á. Nên là các bạn cứ chú ý xem hết clip để có những loại lan nào thích hợp mà với vườn nhà của các bạn mà còn thiếu và các bạn thích trồng và các bạn đã hiểu về loại lan đấy thì các bạn đặt những loại lan đấy về trồng ghép để chúng ta chơi hoa nhé. Trong mùa hoa tới thì có những loại thì nó cũng mới hết mùa hoa thì sang năm nó sẽ lại tiếp tục ra hoa mới nhé các bạn nhé. Đó. Và trước khi đi vào giới thiệu chi tiết những loại hàng lan thì em cũng xin được nói trước rằng là em chỉ nhận đơn hàng trực tiếp từ các tin nhắn các bạn nhắn tin trực tiếp cho vào số điện thoại của chúng em hoặc gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Và có thêm một số bổ sung nữa là 0967615815 ạ. Đó, cơ sở chúng em là thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ ship hàng, gửi hàng qua bên bưu điện cho các bạn và sẽ có bên nhân viên bưu điện đó, họ sẽ giao hàng tận tay và thu tiền hàng và tiền cước trực tiếp với các bạn nhé. Và giá em báo giá chi tiết ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn là rồi trước tiên giới thiệu luôn cho các bạn cái phần combo. Phần lan combo này thì gồm có 11 loại lan nhé các bạn. Đó. Thì em sẽ chỉ cho các bạn từng loại lan một luôn. Đây là lan dáng hương tam bảo sắc nha các bạn nhé. Dáng hương tam bảo sắc thì cái này thì hơi héo lá thì em có ngâm trước B1 cho các bạn. Thì lát nữa em sẽ treo lên để khô thì chiều nay em sẽ đóng gói ý lan đi cho các bạn được. Đó. Thì về các bạn lại tiếp tục xử lý ngâm qua nước sạch cho em nhé. Ngâm nước sạch cho em. Rồi khoảng 2 ngày sau lại tiếp tục ngâm B1 thêm một lần nữa nhé. Khoảng 30 phút thôi là chúng ta vớt lên để rão nước là tiến hành ghép được nhé các bạn nhé. Đây là dáng hương tam bảo sắc đấy ạ. Đó, một phần dáng hương tam bảo sắc này. Còn đây một phần dáng hương nuôi cáo này. Đó, nói chung là loại hàng combo á. Thì nó chủ yếu là cây nhỏ nhé các bạn nhé. Chủ yếu là cây nhỏ thôi ạ. Đó, còn đây là phần đuôi chồn thì bây giờ đang mùa nụ nhưng mà những cây này là rất nhiều cây là nó đã bị hỏng nụ và như cây này này, như cây này là hỏng nụ này. Đó. Đa phần là hỏng nụ nhé các bạn nhé, không còn nụ rồi. Còn đây là phần cái này là hoàng thảo hương rừng nhé các bạn. Hoàng thảo hương rừng cho hoa màu vàng rực này, chúng ta trồng chậu bằng vỏ thông. Rất đẹp ạ. Còn dòng dáng hương thì chúng ta ghép vào gỗ, trụ lúa hoặc là trồng xuống chậu bằng vỏ thông cũng được nhé các bạn nhé. Còn đây là kim điệp nhựa này. Kim điệp nhựa thì cũng là hàng cây giống, cây nhỏ thôi các bạn. Đó, bây giờ cây đang bắn rễ này. Đó, một cái rễ trắng trắng mà đang cây đang bắn ra nhé. Đó, kim điệp thơm nữa. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân bây giờ cũng đang lên mầm nhé các bạn nhé. Cây mới tàn hết mùa hoa. Đấy. Còn đây là nhất điểm hoàng này. Nhất điểm hoàng đây, một phần đây. Đấy, mỗi một phần này đủ chúng ta trồng một giò rất đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, giò nó không phải to lắm, cũng không phải nhỏ lắm. Đó. Còn đây là phần hoàng phi hạc nhé các bạn. Đây là phần hoàng phi hạc ạ. Đó. Còn đây là phần
Hoàng lạp, lan hoàng lạp đấy ạ. Đó. Còn đây là phần lan đùi gà nhé các bạn nhé, đùi gà thì bây giờ đang xuống hết lá rồi đó. Lan, cái này là lan đùi gà tròn này đấy, phần lan đùi gà tròn này. Còn đây là một phần lan đùi gà dẹt nữa này đấy, đây một phần lan đùi gà dẹt nữa nhé các bạn nhé. Đấy, mỗi phần đều đủ để cho chúng ta trồng một giỏ nó nhỏ nhỏ vừa vừa đủ xinh nhé. Thì cái phần carbon này em làm một phần tượng trưng đây trước, còn các bạn đặt hàng thì chúng em sẽ bố trí cân hàng để làm một combo 11 loại cho các bạn, là gồm sẽ có gồm những loại mà em đã nêu tên và sắp xếp sẵn ở đây nhé. Đấy, thì các bạn đặt hàng thì chúng em sẽ gửi hàng cho các bạn theo đúng chuẩn combo như thế này đó, và có giá là 400.000 cho một combo 11 loại lan nhé các bạn nhé. Đó, và còn ở đây thì lan thì chắc mùa tới là chúng ta sẽ chơi hoa cáo và hoa tam bảo sắc thôi các bạn. Đó là hai loại này chưa ra hoa mà sắp tới nó nở hoa vào đầu tháng 5 nhé các bạn. Đấy. Và tiếp theo đây em giới thiệu cho các bạn là cái này là lan ấy đây, lan đuôi chồn. Đuôi chồn hoa đột biến nhé, hoa trắng nhé các bạn nhé. Đấy, đuôi chồn hoa đột biến hoa trắng. Đấy, vì nó cũng cho bông rất là thơm và màu hoa trắng lạ mắt. Thì đó, đuôi chồn hoa trắng này có giá là 200.000 1 kg nha các bạn. Đó, cái này là hàng được bên Thái họ cấy mô. Họ cấy mô và họ nuôi trồng. Loại cây này nó họ đã nuôi trồng 3 năm nhé, 3 năm trong vườn này, nên là cây rất to khỏe và sắp tới cây sẽ cho nụ hoa được rồi nhé các bạn nhé. Đấy, 200.000 một cây nhé các bạn nhé. Mỗi một chậu này là một cây này, một cây là một chậu nhé các bạn. Đấy, 200.000 một cây ạ. Đó, các bạn thích để cả chậu hoặc là tách chậu ra thì cứ dặn bên nhân viên chúng em là tách chậu hoặc là để nguyên chậu nhé. Đấy, 200.000 một chậu nhé các bạn. Đó, cây rất là đều nhau ạ. Cái này đột biến hoa trắng nhé. Nói chung là dòng cấy mô thì không thể sai hoa được rồi các bạn ạ, không thể sai màu hoa được rồi. Đấy, cái này thì chúng em bán hàng thì chúng em có đảm bảo chuẩn hàng cho các bạn. Đấy, hoa nở sai màu hoa chúng em sẽ đền bù lại hàng, đền bù lại khách hàng. Đấy, đấy là cách làm ăn chúng em giữ được cái uy tín từ trước đến giờ hiện nay. Đấy, còn đây là cái dáng hương tam bảo sắc đây. Cái dáng hương tam bảo sắc này có giá đắt hơn cái đuôi chồn hoa trắng. Dáng hương tam bảo sắc này có màu trắng ngà nhé các bạn nhé. Chứ còn bình thường thì dáng hương tam bảo sắc như các bạn biết đấy, nó sẽ gồm có màu vàng, màu tím và màu trắng. Nhưng mà cái này thì nó chỉ có màu trắng ngà thôi. Đấy, nó không, nó mất hẳn cái màu tím và màu vàng rồi. Đấy, thì nó chỉ còn cái màu trắng ngà kiểu như trắng sữa các bạn. Đó, 300.000 một cây. Mỗi một cây này là một chậu nhé các bạn. Đó, dáng hương tam bảo sắc ạ. Dáng hương tam bảo sắc thì bây giờ chưa thấy xuất hiện nụ đâu. Có khả năng là sắp tới về chúng ta chăm sóc cho nó ăn đủ ánh sáng nhé các bạn nhé. Thì cây sẽ ra hoa nhé. Đó, 300.000 một cây ạ. Mỗi một cây đều được trồng vào trong một cái chậu như này nhé các bạn nhé. Rất là khỏe mạnh luôn ạ. Đó, đấy, rất là đẹp luôn. Cây đều đẹp nhé các bạn nhé. Và còn ở trên này đây, em có lan đai châu. Đai châu này cũng là đai châu của Thái nhé các bạn nhé. Đai châu này đó đầy đủ mấy loại màu luôn các bạn ạ. Đấy, gồm có màu vàng, màu trắng, màu tím, màu đỏ sắc pháo. Rồi, nói chung là rất là nhiều màu nhé các bạn nhé. Và ở đây thì em chưa phân loại được màu trước đâu các bạn ạ. Tại vì cây nó chưa ra hoa nên là cũng chưa phân loại được màu nhé các bạn nhé. Tại vì ở nhà vườn họ trồng thì lúc họ trồng họ cũng trồng xô nên là họ cũng không phân loại được màu trước. Đấy, mỗi cây này là 200.000 một cây nhé các bạn. Đấy, mỗi một cây đều được trồng trong một cái chậu nhé. Đó, mỗi một cây đều được trồng trong một cái chậu ạ. Đó, như cây này đây thì nhìn nó sẽ hơi nhỏ nhỏ một tí nhưng mà nó là lá ngắn nhé các bạn nhé. Lá ngắn lá to nhé. Đó, đấy, cây rất đều đẹp luôn ạ. 200.000 một cây thôi. Và ở bên trên này đây có những cái cây nó nhỏ hơn. Những cái cây nhỏ hơn này thì có giá là 170.000 một cây thôi ạ các bạn. Đấy, cũng mỗi một cây đều được trồng trong một chậu nhá. Đấy,
Nó chỉ là những cây nó nhỏ hơn những loại cây 200 nhé các bạn. Loại cây nhỏ này có ít thôi, số lượng cực kỳ ít, chắc chỉ có độ khoảng xem là 3 6 8 cây. 8 cây và ở trong thùng có khả năng lấy được độ khoảng 6 7 cây nữa. Tại vì em nhập về một lô là gồm có 30 cây thôi. Đấy. Thì như cây to ở đây thì lấy ra là mười mấy cây ở đây, chắc gần 20 cây rồi. Đó. Đây nhá các bạn nhá. Đó. Và tiếp theo đây là một số mặt hàng em bán theo phần và theo kg có. Đấy. Như cái phần đây là phần mí dung nhá, mí dung dạ hương. Dạ hương mí dung dạ hương đấy ạ. Thì cây nó gần giống cây Vanda Bắc của chúng ta. Đấy, nhưng mà cây này là nó chỉ có ở rừng Lào nhá các bạn nhá. Bó mí dung này 100.000 này. Đó. Và đây là bó nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng hay còn gọi là chim trinh bạch đấy ạ. Đấy, nhất điểm hồng thì có hai bó nhá các bạn nhá. Mỗi bó là 100.000 này. 100.000 một bó. Đó. Và tiếp theo đây thì có cái lan miệng kín 100.000 một kg đấy ạ. Lan dáng hương miệng kín nhá các bạn nhé. Cây giống cây cáo nhưng mà hoa nó bé hơn cái cáo và giá nó cũng rất là rẻ. Loài lan này chúng ta cũng chỉ đáng để sưu tầm vào vườn cho đủ bộ sưu tập về các loại lan rừng. Đó. 100.000 một kg thôi, 100.000 chắc cũng độ được khoảng 8 10 cây. Đó. Thì cái này em bán kèm đơn tầm khoảng nửa kg được nhá các bạn nhé. Còn đây dáng hương tam bảo sắc có một vài cây to này. Cây to nhưng mà đấy. Cây rừng thì lúc khai thác về thì nó sẽ có héo lá và lá nó hơi nhăn nheo, nhưng về chúng ta ngâm B1 nhá, chăm sóc độ khoảng tuần 2 tuần là cây sẽ tươi lại nhá. Đó, dáng hương tam bảo sắc chỗ này chắc cũng độ khoảng hơn cân tí thôi. 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Chỗ này chắc độ khoảng 2 cân hơn tí. Tôi thì 250 cái phần này này. Đấy, về các bạn trồng một giò cực kỳ đẹp luôn. Dáng hương tam bảo sắc nhé các bạn nhé. Hàng rừng nhá. Và còn ở đây là lan đuôi cáo hàng dề này. Có mấy dề này lá nhỏ thôi. Đó. 300.000 một cân ạ. Đó, dề này lá hơi to hơn. Có 3 dề thôi các bạn. 3 dề thôi. 300.000 một cân ạ. Chắc mỗi dề này được độ khoảng 1 cân. Đó. Còn đấy. Đây một dề này lá hơi to hơn tí nhưng mà lá ngọn này bị gãy. Nhưng mà ngọn vẫn còn lành nhá, nó vẫn phát triển bình thường, nó chỉ mất một cái lá này thôi nha các bạn. Đó. Như dề này là 2 cây thôi. Và 2 cây con nữa. Tổng cộng 4 ngọn. Là 2 ngọn to và 2 ngọn bé. Đó. Và còn đây là những phần cáo mà cây lá nó nhìn cũng khá là mướt mà nó cũng khá là xếp nha các bạn nhá. Đó. Đây là 2 cây này. Cây cáo thì bây giờ nó đang ra nụ như này nhá các bạn nhá. Đây, nụ đây. Đấy, cây này thì chưa thấy xuất hiện nụ đâu này. Đó. Cây nó đẹp và lá nó tương đối là xếp nhá các bạn. Đấy. Thì phần này có giá là 250.000 này. Đó. Phần này có giá là 250.000 nhá các bạn. Gồm có 4 cây ạ, 4 cây 250.000 này. Và còn đây một phần nữa. Đây có một phần nữa này, cây này rất là to này. Đấy. Đây một phần này nữa này. Phần này có độ khoảng mấy cây đây. Cây rất là to ạ. Hai cây này. Và một cây mẹ con nữa này. Rất là to luôn. Đấy, phần này có giá là 400.000 nhá các bạn. Đó, cây này lá xếp rất là đẹp này, lá xếp khít luôn này, xếp lưng nhá các bạn nhé. Đấy, còn cây to khủng này là nó thuộc về xếp V rồi các bạn. Đấy. Và còn đây thì ở trên này còn có 3 phần này nữa. Là đấy. Em cứ đề thành phần luôn nhá. Đây là phần số 3 đi. Đấy. Phần số 3 này gồm có một cây này. Lá xếp nhá các bạn nhá. Đấy, hai cây này. 3 cây đây. Đó. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây này. 7 cây này có giá là 300.000 nhá các bạn nhá. Đấy, phần số 3 nhá. Còn cái phần đầu tiên là phần số 1, còn phần 3 cây to là phần số 2 nhé các bạn nhé. Để ý giúp em ạ. Còn đây phần số 4 đây. Đấy, cây này cây mẹ con này, lá xếp chẳng qua là nó ít lá thôi, gồm có 2 cặp rưỡi, 5 lá. Đấy, hai cây một cây đều 5 lá này. Đó. Và đây một cây nữa này. Cây này thì
đang để vòi nụ đây rồi, nụ khá là xanh đấy, đấy nở ra hoa trắng thì khá là được tiền đấy. Ở đây gồm có 3 ngọn rồi, 4 ngọn, 5 ngọn, 5 ngọn lá xếp này. Đấy. Thì phần này là có giá là 200 nghìn thôi. Phần số 4 nhá. Cây nó tương đối là xấu xấu. Và còn đây là phần số 5 đây. Phần số 5 này cây rất đẹp này, xếp luôn này. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Đấy, phần này cũng có giá là 300 nghìn nhá các bạn nhá. 5 cây này nó có giá là 300 nghìn nhá. Đó, phần số 5 ạ. Và tiếp theo đây em còn giới thiệu tiếp cho các bạn những cái phần lan hàng kg nhá. Thì ở đây em có nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng cây to đẹp phết ạ. Nhưng mà nhất điểm hoàng chắc em làm combo cho các bạn thôi. Đấy, nhất điểm hoàng em để làm combo cho các bạn chắc là đủ. Nhất điểm hoàng có giá là 120.000 1 kg đấy ạ. Đó. Còn đây là kiểu vuông rừng Lào đây. Kiểu vuông rừng Lào này có mỗi cây này xấu quá, còn bên dưới này hàng đẹp này. Đấy, kiểu vuông rừng Lào này còn độ khoảng 2 3 kg gì đấy, 2 đến 3 kg gì đấy. Đấy. Thì có giá là 220.000 1 kg này. Đấy. Còn đây một phần phi điệp vàng, cây rất là to đẹp luôn ạ. Phần đi phi điệp vàng này có giá là 150.000 thôi các bạn. Phần này đấy, thân rất là to đẹp luôn ạ, 150.000 thôi nhé phần này. Đó. Và tiếp theo trên này đây thì em có kim điệp xuân. Kim điệp xuân này chắc em cũng để làm combo cho các bạn thôi, các bạn cũng đặt combo khá là nhiều nên là em để làm combo các bạn thôi. Kim điệp xuân này cũng có giá là 120.000 đấy. Đấy. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn. 180.000 1 kg ạ, hoàng phi hạc ạ. Đó. Và còn đây là có một dề hoàng phi hạc này. Dề hoàng phi hạc mầm lên này, chi chít mầm luôn, rất là đẹp ạ. Đấy, nhìn mầm rất là thích luôn. Đấy, dề hoàng phi hạc này có giá là 220.000 nhé các bạn nhé. Dề một dề hoàng phi hạc duy nhất ạ. Và tiếp theo đây là lan kiều tím miền Trung nhé các bạn. Đấy, lan kiều tím miền Trung. Đó các bạn, lan kiều tím miền Trung thì bây giờ đang đi vào mùa nụ đấy bạn. Đó, như đây, như thân này đây đang sưng mắt nụ này. Đó, bây giờ mới đang là đầu mùa nụ thôi nhá các bạn nhá. Nên là lác đác có một vài thân là nó đang ra nụ thôi. Đấy, nên là rất thích hợp để chúng ta mua về để chơi hoa cho mùa sắp tới này nhá. Tại vì nụ mà dài quá thì nụ nó rất dễ bị gãy. Đấy. Đấy, cả lô này hình như có một vài thân em đang thấy có nụ rồi này. Như thân này đây, đang nụ này, đang sưng nụ này. Nụ vẫn còn chưa lòi ra này, mới chỉ sưng sưng thôi này. Đấy. 350.000 1 kg ạ. Lan kiều tím ạ. Lan kiều tím có giá là 350.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng rất là đều đẹp luôn ạ. Thân nó cũng ngắn ngắn, không phải dài quá mà cũng không phải ngắn quá này. Đó. Hàng khá là đẹp. Và còn ở trên này đây thì em có ít ít hàng gọi là nó xuống lá thôi các bạn ạ. Đấy, chứ còn nó cũng là hàng đẹp. Đấy, cái này thì có giá là 250.000 1 kg thôi các bạn. Đó, cái này thì gọi là nó bị mất lá và nhìn nó khá là sơ sát nên là họ cũng gói riêng cho em là tính giá tiền riêng. Đấy, là 250.000 1 kg thôi. Em chia sẻ với mọi người về làm giống trồng để sang năm chúng ta nuôi những cái mầm này. Đấy, những cái mầm cây này để sang năm chúng ta chơi hoa nhé. Đây là những cái mầm cây tơ đây, là sắp tới chúng ta sẽ nuôi mầm đây. Còn như thân này đây, nếu mà chúng ta chăm sóc thuận lợi thì nó vẫn cho hoa bình thường đấy các bạn ạ. Đấy, còn đây là một phần kiểu vuông cam nhé các bạn. Đấy, kiểu vuông cam này thì cái phần này có giá là 200.000 đây các bạn. Phần này rất là nhiều luôn ạ. Về các bạn trồng bán với cái giá hàng giống cho các bạn nhé. 200.000 ạ, phần kiểu vuông cam. Còn đây phần phi điệp vàng, thân dài luôn. Thân dài, thân to luôn. Phần phi điệp vàng này cũng có giá là 200.000 nhé các bạn. Đấy, phần một phần duy nhất hơn 1 cân luôn ạ. Cái phần kiểu vuông cam đấy cũng hơn 1 cân đấy ạ các bạn. Chắc gần 2 cân phần kiểu vuông cam.
Đó. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu rừng Bắc. Đấy. Thôi thì cái này hàng cũng gọi là cây giống cái nhỏ rồi. Em tặng luôn vào combo cho các bạn. Chia sẻ vào các bạn mỗi người vài nhánh về chúng ta trồng nhé các bạn nhé. Cái này em chia luôn vào phần combo 11 loại đấy sẽ thành 12 loại luôn cho các bạn nhé. Đó. Và còn đây là hoàng thảo hương rừng. Hoàng thảo hương rừng thì chắc cũng để ghép combo cho các bạn thôi nhé. Đó. Hoàng thảo hương rừng này có giá là 220.000 1 kg cơ. Đó. Và còn đây em còn có 5 bó hạc vĩ rừng Lào này. 5 bó hạc vĩ rừng Lào loại thân tía nhé các bạn nhé. Đấy. 5 bó này có giá là 300.000 nhé các bạn. Đấy, 300.000 cho 5 bó này. Đó. Còn đây kim điệp nhựa, chắc em cũng để ghép combo cho các bạn nhé. Đấy, kim điệp nhựa nó có giá là 180.000 1 kg. Đó. Và còn đây là sóc tím. Sóc tím rừng Lào nhé các bạn. Sóc tím rừng Lào nó có giá là 180.000 1 kg ạ. Đó. 180.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Đây là sóc tím rừng Lào, còn những bó vẫn còn nguyên như này, chúng em vẫn chưa cởi ra này. Đấy. Đấy, nhìn lá thì nó sẽ hơi héo héo một tí nhé các bạn nhé. Về chúng ta ngâm B1 để cây hồi lại nhé. Đó. Còn đây là trầm vàng. Trầm vàng thì còn độ khoảng hơn 2 kg gì đấy. Trầm vàng thì có giá là 250.000 1 kg thôi này. Đó, giá rất là rẻ luôn cho các bạn ạ. Chắc còn độ khoảng hơn 2 kg. Và còn đây em có một dề vanda. Đây là một dề vanda cực kỳ là to luôn ạ, cây rất là to ạ. Đó. Cây rất là to luôn các bạn. Đấy, cây lá xếp to khủng luôn ạ. Đây một ngọn to này, hai ngọn này, ba ngọn này, bốn ngọn to nhé các bạn. Đấy, bốn ngọn rất là to, lá xếp rất đẹp luôn ạ, bản lá to nhé các bạn nhé. Đấy, vanda hương chanh này hoa cho hoa cực kỳ là thơm luôn. Còn đây là những ngọn bé rất là đều nhau này, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, 5 ngọn, 6 ngọn, ui, 7 này, ở dưới này, 8, 9, 10, 11, 12, đấy, 12 ngọn bé nữa các bạn, đấy, 12 ngọn bé nữa, đó, dề vân đa này rất là to luôn ạ, dề vân đa này có giá là 1.200.000 nhé các bạn nhé, đấy, các bạn thích lấy về trồng thì lấy dề này về trồng này, 1.200.000 thôi. Cây rất là khỏe luôn ạ. Đó. Rễ này còn nguyên này, họ bóc từ cây cổ thụ ra nhé các bạn nhé. Đó. Một rễ vanda rất là to luôn ạ. Nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Về chúng ta trồng thẳng ngọn xuống nhá. Ghép thẳng vào cây to á, rất là thích hợp luôn ạ. Đó. Đấy, rễ vanda rất là đẹp luôn. Và còn ở trên này đây em có những cái phần kiếm đỏ đây. Kiếm đỏ này có giá là 70.000 một bó nhé các bạn nhé. 70.000 một bó kiếm đỏ ạ. Đó. Đấy. Kiếm đỏ chắc em còn độ chục bó đây. 70.000 một bó nhé các bạn. Và còn đây em có một dề rất là to luôn ạ. Dề kiếm đỏ này rất là tròn đẹp và rất là nhiều củ tơ nhé các bạn nhé. Toàn chủ yếu là củ tơ thôi. Đấy, cây đang lên mầm cây nữa. Lại thêm mầm cây nữa này. Dề này có giá là 600.000 đây. Đấy. Dề kiếm đỏ này, xanh mướt luôn này. Về chúng ta trồng một chậu to nhé các bạn nhé. 600.000. Và còn tiếp theo đây còn có lan đùi gà dẹt. Lan đùi gà dẹt này em bán với cái giá xả hàng thanh lý cho các bạn là 150.000 1 kg này các bạn. Đó. 150.000 1 kg thôi. Lan đùi gà thì bây giờ đang bắn rễ này, lên mầm gốc này. Đấy, lên mầm gốc bắn rễ này. Là cái này thì nó chỉ là hàng giống thôi nhé các bạn nhé. Cây mới hạ tàn hết hoa và đã xuống hết lá nhé các bạn. Nên là cũng rất dôi cân. Thì 1 kg sẽ được rất là nhiều 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 thân về để chúng ta làm giống. Để sang năm chúng ta chơi hoa nhé. Lan đùi gà dẹt chỉ có giá là 150.000 1 kg thôi này. Chúng ta làm giống để sang năm chúng ta chơi hoa vào tháng 2 nhé. Đấy, lan đùi gà dẹt thì nó cứ nở hoa vào như ở miền Bắc Cao Bằng chúng em á. Toàn nở hoa vào tháng 2 nhé các bạn. Còn như ở các tỉnh miền xuôi á, họ sẽ chơi hoa vào tháng giêng. Như các tỉnh ở trong miền Nam ấy, thường được chơi hoa vào mùa Tết luôn đấy. Đó.
hình như là ở khí hậu nóng ẩm hơn ạ, thì cây nó sẽ cho hoa là sớm hơn là ở những nơi có khí hậu mùa đông lạnh đó. Và còn đây là lan hoàng lạp, đây lan hoàng lạp, lô hoàng lạp này rất là đẹp luôn ạ, em rất ưng ý về lô hoàng lạp này, thân nó cũng béo mập đó, rất là ít thân gầy đấy, lan hoàng lạp béo mập và khá là bóng đấy, rất là ít thân gầy đúng các bạn ạ. Đấy có những khóm cây ngắn ngắn mà rất đẹp luôn đây này, đấy như cái bàn tay luôn đấy, đấy lác đác một vài khóm thân héo nhé các bạn nhé. Đấy lan hoàng lạp này có giá là 150.000 1 kg đây ạ. Đó đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để cập nhật cho mọi người. Sáng mai thì em mới về một lô hàng với số lượng là lớn tiếp, thì sáng mai em lại làm clip để giới thiệu cho mọi người sau về cái lô hàng sáng mai nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc đã đồng hành và ủng hộ cơ sở chúng em và luôn luôn theo dõi các clip mà em giới thiệu cho các bạn, rồi các bạn nói chung là em cũng không có kinh nghiệm gì mấy về lan đâu, nhưng mà em chia sẻ được bằng nào thì em sẽ cố gắng chia sẻ và giới thiệu cho mọi người, hướng dẫn cách trồng và cách chăm sóc nữa đấy. Rồi em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn nhé, em cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở clip sáng mai tiếp nha các bạn.